ơi, cụ ăn món gì đấy? Cụ ăn phở. Ngon không ạ à, cụ? Có ngon không ạ? Ngon. Cụ thích ăn phở à cụ? Ừ. Cháu cũng thế. Hôm qua nó bán nhiều hơn, hôm nay ít hơn. Cháu này là mẹ ăn là mấy bữa đây? Hai bữa. Ngày nào mẹ cũng ăn phở mà mẹ không chán à? Một ngày ăn phở, hai ngày ăn phở liền. Ngày thứ ba thì ăn bánh cuốn. Mình cuốn ăn hai bữa. 5.000 mình cuốn ăn hai bữa. Nhưng mà bắt rau này thì nhiều hơn. Ăn rau nhiều hơn ăn. Thế buổi sáng thì mấy giờ mẹ ăn sáng? Buổi sáng thì 7 giờ, 6 rưỡi. Thế hết rồi. 6 rưỡi thì mẹ ăn món gì? Ăn... Được chưa hả bà? Ăn gì? Ăn... hay quên. Hay quên thế à? Ừ. Sờ ti mẹ cả. Ăn cái gì nhỉ? Ăn cái gì quên lại quên rồi. Để cho tắt nhá bà nhá. Mẹ ơi, mẹ nhìn con cái nào? Năm nay là mẹ bao nhiêu tuổi rồi nào? 92. Mẹ có hay đi lễ không? Mẹ kể chuyện một tí đi. Mẹ sáng, cứ sáng ngày rằm mới sáng mùng 1 thì mẹ đi lễ. Sáng mẹ... nào cũng mùng 1 mới cũng đi lễ mà thằng đến rằm hôm nào cũng đi lễ. Mẹ đi lễ ở đâu? Ở chỗ Mỗ Lao. Mẹ đi lễ xong mẹ khấn cho những ai ấy nhở? Mẹ khấn cả gia đình. Khấn hết hết. Mẹ ơi, mẹ có gửi lời chào cháu Quỳnh của mẹ ở bên Đức không? Mẹ nhìn con mẹ nói một câu nào. Mẹ rất nhớ Quỳnh mà chưa thấy nó về chơi bao giờ. Lâu lắm nó chưa về. Cháu viết một bức thư.